chào các bạn đến kênh Săn Cách 24 giờ. Phương Chanel khoe dáng đẹp kiêu sa giữa các tháng 12. Cùng chúng tôi nhìn ngắm cái bản Honda Phương Chanel hay được biết đến cái tên gọi khác là Quay 125 tại Thái Lan. Và dưới đây để xem chiếc xe có cơ bản tên là Vũ Lê thay đổi thế nào đã tiêu tốn từ người chủ hơn 30 củ. Cái màu sơn ở đây được người chủ hướng tới cái sự đơn giản nên phủ trên chiếc xe một bộ cánh đen xám đi cùng với đó là bộ tem của Quay 125, cách điều và gọt lại yên xe thể thao hơn. Nói chung là dọn hết tất cả từ trong ra ngoài để chiếc xe sạch sẽ, đẹp, hoàn hảo nhất, không khác gì xe thùng. Được người chủ chăm chút rất là tỉ mỉ ở các phần đầu phía trước khi trang bị lọt đồ che hiệu như cụm thắng Rainbow AZ19 phiên bản Costa, ngoại hình vô cùng đẹp, đi cùng hiệu năng ưu việt và tăng đưa cái độ xa gần của phần tay chống thẳng, của phần tay thắng và chống gãy. Bên cạnh bình dầu Rainbow trong suốt có cái nắp xin xì đỏ làm điểm nhấn nổi bật cho chiếc xe. Ngoài ra còn có trang bị cụm tăng tốc đồng nâu đèn đi cùng ống ga titan để rút ngắn hành trình cho chiếc xe được bay nhanh hơn. Tiếp đến là dầu Hells được bấm đầu rất nhiều kết hợp cùng với heo dầu Rainbow Bliss 2 bit đỡ xứng đã quen được anh em chơi xe. Những chi tiết về phần đĩa thắng trước là một cái món đồ chơi đến từ thời của Rattes, được cố định vào cái đùm chứa thông qua 4 chốc inox 3.4 sáng bóng. Tiếp theo là cái chi tiết của bồ được minh lại bằng cái đường titan để tăng thêm cái độ bền, khả năng chống hàng rỉ. Và quan trọng nhất là màu sắc cực kỳ đẹp, làm nó bật cái phần lốc máy của chiếc xe đậu. Cây phục sau Hollin kèm cái nấm chỉnh bên dưới chân phục giúp cho người dùng kiểm soát được hành trình hồi trả của chiếc xe theo ý muốn bản thân. Ở dụng cho mình thì nhâm SL đen để tăng thêm độ thẩm mỹ và cứng cáp cho cái chiếc xe đậu. Hiện thoại 2 thì Kawasaki Kip 1/10 trong bản độ là cực chất đến từ Thái Lan. Nói về đất nước Thái Lan trong cái việc độ xe thì có lẽ ai cũng phải nghĩ đến ngay những chiếc xe được độ phá cách. Ngoài phong cách là nhiều màu sắc sặc sỡ thì Baker Thái còn nổi tiếng trong việc độ lại những dòng xe gần như là tuyệt chủng. Điển hình là chiếc Kawasaki Kip 1/10 dưới đây. Phần chủ đạo cho dàn ghi đông xe tập hợp những đầy đủ các món ăn chơi. Cái cụm tăng tốc cào, Taycan CRC-CB, cụm công tắc đồ chơi kèm đó là tay thắng của Rainbow Bliss. Cái cụm nồi zin đã được giữ nguyên thủy bởi đầy đủ những chức năng. Cận cảnh Taycan CRC-CB, cái cụm tăng tốc đồ chơi kết hợp cùng vaccine cũng khá tiện lợi. Tay thắng của Rainbow Bliss kết hợp hài hòa chứ bình dầu đồ chơi Alien trong suốt. Cái cụm tăng cào cùng với dây ga thái cho hành trình dây ga rút ngắn hơn và hỗ trợ cho việc bứt phá nhanh hơn. Việc sử dụng cái heo của Rainbow Bliss với logo Rainbow màu đỏ đặc trưng tạo cái điểm nhấn nhưng không bao giờ giúp cho xe rất an toàn hơn rất nhiều khi phanh gấp. Cái đĩa thắng của Carbon cũng khá đẹp, kết hợp cùng với tán đĩa 7 màu Titan. Phát heo được CNC cũng khá hài hòa. Cái cụm thắng sau được trang bị heo Rainbow Bliss kết hợp cùng ngắt dầu và phát giữ dầu Active. Việc trang bị niềng nhôm bản nhỏ đặc trưng thường thấy cho những chiếc xe độ Thái Lan. Gàn chân nhớ gọn giúp giảm đi trọng lượng cho chiếc xe yêu rất nhiều. Cái khối động cơ 2 thì với trái tim là cực kỳ khỏe mạnh. Một chiếc Kawasaki Kip có thể cho hơn 30 mã lực nếu can thiệp vào phần động cơ. Còn một con số mà những thủ khác phải e dè nếu muốn so kè cùng với nó. Hệ thống ống xả 2 thì DBS Carbon, cái họng của Titan kết hợp cùng với Turbo Titanium cho cái màu sắc là sặc sỡ, là bật. Âm thanh thì xé tan màn đêm. Gấp nhôm sao siêu nhẹ đến từ của Lumium chắc rất nổi tiếng từ nước Thái Lan. Nhôm xin đĩa 7 ly siêu nhẹ thực sự tạo một điểm nhấn nhẹ cho cái dàn chân mỏng manh này. Nếu cầm cương con xe này, các bạn có dám hết tốc độ cho em nó không? Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp. Nhớ like, share, subscribe.